Bố chào bạn nhỏ Đô La. Bố. Hôm nay bạn nhỏ Đô La có một bộ quần áo cảnh sát giao thông hả? Hôm nay bạn Đô La chơi trò gì đây? Chơi trò tập làm chú cảnh sát giao thông đúng không? Trời ơi, bộ đồ đẹp quá các bạn ơi. Bạn nhỏ Đô La có một bộ đồ cảnh sát giao thông đẹp chưa nè? Và hôm nay bạn ý sẽ chơi trò tập làm chú cảnh sát giao thông nhé các bạn. Và bây giờ bạn nhỏ Đô La sẽ đi tuần nào? Đi đi. Đó các bạn ơi, bạn Đô La đang đi tuần đó các bạn. Đó. Nào, chú cảnh sát vòng lại đây đi. Đó. Chú cảnh sát đang đi tuần đó các bạn. Rồi, dừng lại đi, dừng lại. Đứng đây để điều tiết giao thông và xử lý người vi phạm nhá. Rồi. Đó, chiếc xe đó các bạn ơi. Bạn nhỏ Đô La đang đuổi theo một người vi phạm rồi. Rồi, bắt lại đi Đô La ơi, bắt lại đi. Bắt lại đi. Anh ta đi lạng lách kìa. Đây, anh này đi lạng lách rồi kìa Đô La, bắt lại đi. Bắt lại. Chạy từ từ thôi. Bắt lại đi. Đây. Các bạn ơi, bạn Đô La đang đuổi theo một người vi phạm luật an toàn giao thông này các bạn. Anh ta chạy rất nhanh. Đó. Và đây là chú cảnh sát giao thông. Rồi. Bắt lại luôn. Bắt lại luôn. Rồi. Bắt lại rồi. Bay chú cảnh sát mà bay cả súng rồi. Mời anh Đô La. Mời người vi phạm này xuống. Mời xuống, xuống xe. Xuống. Tại sao anh lại vi phạm an toàn giao thông? Tại sao lại chạy nhanh như thế? Không làm gì à? Anh có biết rằng là chạy nhanh rất nguy hiểm hay không? Ngoài đường giờ mới là 1 giờ sáng. Ngoài đường giờ mới là 1 giờ sáng, thích chạy bao nhiêu là chạy hả? Như thế là không được, chạy nhanh quá, bắt bỏ tù đi bạn nhỏ Đô La. Bắt bỏ tù đi, đây, cầm tay lại. Giắc tay bỏ vô tù luôn. Anh này chạy quá nhanh. Không cần còng, giắc luôn, giắc bỏ vào. Rồi. Rồi, đây các bạn. Anh này chạy quá tốc độ và anh cảnh sát giao thông đã bắt bỏ tù và đây là nhà tù ở Đô La. Wow. Và đây là nhà tù này các bạn ơi. Có con nhện bên trong. Rồi, không cần nói nhiều, bỏ tù luôn, ngồi trong đi. Khi nào có người đến bảo lãnh thì thả ra nha Đô La. Rồi. Rồi tiếp tục lên xe. Tiếp tục lên xe làm nhiệm vụ. Tiếp tục nào. Rồi, bạn nhỏ Đô La đang đi tuần đó các bạn ơi. Đây, dừng lại đi bạn nhỏ Đô La. Cho bố phỏng vấn một tí. Đây, mệt không? Chiến sĩ cảnh sát giao thông làm nhiệm vụ mệt không? Mệt lắm hả? Mệt lắm hả? Rồi, bây giờ không cần đi tuần nữa. Đứng đây làm nhiệm vụ thôi. Đô La, có một người đánh võng kìa. Điều khiển phương tiện mà đánh võng kìa. Đuổi theo bắt nó đi. Bắt đi. Kìa. Đuổi theo bắt đi. Anh ở đánh võng kìa. Bắt lại. Bắt lại đi. Bắt lại đi. Bắt lại đi. Cái anh vi phạm này nói nhiều quá. Bỏ tù luôn giờ. Đây, chiến sĩ cảnh sát giao thông. Đâu rồi? Đây. Sao đuổi lâu thế? Chạy lòng vòng lâu thế? Bắt đi với. Bắt đi. Bắt bỏ tù luôn. Bắt bỏ tù với cái tội bỏ trốn. Anh cảnh sát giao thông cũng mê chạy lắm các bạn ơi. Rồi bắt đi, chặn đầu xe, bắt luôn. Wow. Rồi. Bắt. Còng mang về tù bỏ tù luôn. Tại sao lại chạy lạng lách? Hả? Không biết chạy lạng lách là rất nguy hiểm hay sao? Không biết hả? Không biết mà bỏ tù đi cho nó biết. Rồi.
bật chân chống xe. Đi thôi. Rồi, đây các bạn, chiến sĩ cảnh sát giao thông đang dẫn người vi phạm nhốt vào tù luôn. Hai người luôn. Hai người vi phạm hả? Rồi nhốt luôn. Ngồi đấy cho mát nhá. Đây các bạn, đây là hai người vi phạm. Đây, vi phạm mà còn cười này các bạn ơi. Bắt bỏ tù. Ngồi đó mà cười đi nhá. Ngồi đó mà ăn năn hối lỗi đi. Rồi, tiếp tục làm nhiệm vụ đây. Rồi, ô đây có một người đi xe quá tốc độ quy định nữa các bạn ơi. Và chiến sĩ cảnh sát giao thông đang đuổi theo. Đuổi đi đâu đó? Đây là cảnh sát giao thông đang đuổi người vi phạm hay là người vi phạm đang đuổi cảnh sát giao thông đây? Các bạn ơi, không biết ai đang đuổi ai. Không biết. Anh cảnh sát giao thông vui quá. Rồi bắt luôn. Đây, bắt người vi phạm luôn. Đây, bắt lại luôn rồi. Hỏi, tại sao anh lại chạy nhanh như thế? Tại sao lại chạy nhanh như thế? Có chuyện gì hay không? Có chuyện gì mà chạy gấp như thế? Có biết rằng chạy nhanh như thế là rất nguy hiểm hay không? Biết hả? Biết mà vẫn chạy hả? Biết mà vẫn chạy là tức là cố tình không thực hiện luật an toàn giao thông. Bắt bỏ tù luôn. Rồi, mang bỏ tù luôn. Rồi, dẫn đi. Bỏ hết. Cho chừa bữa sau khỏi vi phạm luật an toàn giao thông. Rồi, đây là ba người vi phạm. Đây, ngồi đó mà cười đi nha. Đây nè, chú cảnh sát giao thông vào. Đó, và xử lý đi. Đó, các bạn nhìn thấy không? Lấy đi, đấm. Rồi. Đây, đó, đây là ba người vi phạm. Đó, rồi tiếp tục làm nhiệm vụ. Anh cảnh sát giao thông đang lên xe và đi lên tiếp tục làm nhiệm vụ đấy các bạn. Nào, đi nào. Đi nào. Rồi, đi. Đô la. Có một người vi phạm nữa rồi. Có một người đi xe mà đánh lạng lách đánh võng kìa. Chạy từ từ thôi. Chạy xe từ từ thôi. Đây. Chạy từ từ thôi. Ô, cảnh sát giao thông gì mà chạy máu quá. Không biết chạy đi đâu nữa rồi. Đây, anh này nè. Đô la. Đây, người vi phạm đây. Chạy từ từ thôi. Bây giờ đứng đây đi. Đứng đây để chặn đầu xe, bắt người vi phạm nhá. Đó, anh ta đây. Đây là một người vi phạm luật an toàn giao thông nữa rồi. Đuổi theo bắt. Đi từ từ thôi. Té bây giờ. Từ từ, té. Bắt đi. Bắt được chưa? Rồi chặn đầu xe bắt luôn. Rồi, cảnh sát giao thông gì mà máu đuổi quá. Không được đuổi mà. Các bạn ơi, anh cảnh sát giao thông Đô La máu đuổi quá. Đuổi mãi mà vẫn chưa bắt được người vi phạm. Rồi, được rồi, bắt đi, bắt. Rồi, bắt. Rồi, tại sao anh lại chạy nhanh như thế? Không làm gì đâu hả? Sao chạy nhanh và chạy lạng lách đánh võng mà không có làm gì là sao? Vi phạm không? Vi phạm luật an toàn giao thông. À, anh này trong tình trạng là say rượu rồi. Đây, Đô La, say rượu mà vẫn điều khiển phương tiện. Là cố tình thực hiện, bắt bỏ tù luôn. Ngày mai tỉnh rượu có người bảo lãnh thì cho ra. Bắt bỏ tù. Rồi, đó. Rồi, bắt bỏ tù luôn. Đây các bạn. Bạn Đô La đang bắt người vi phạm bỏ tù luôn. Đây. Đây là 4 người vi phạm luật an toàn giao thông và anh cảnh sát giao thông đã bắt giữ. Đây, anh này say xỉn rồi. Và đây là những trường hợp vi phạm luật an toàn giao thông. Người thì lạng lách đánh võng, người thì uống rượu, người thì chạy quá tốc độ quy định và bị cảnh sát giao thông Đô La. Đây là một anh cảnh sát giao thông rất đẹp trai, được trang bị đầy đủ các loại. Nào là xe, nào là quần áo, tư trang, đầy đủ tất cả các phương tiện và bắt lại những người này thôi. Đây, hãy quan sát lại mặt của 4 người vi phạm luật an toàn giao thông. Và lần sau không được vi phạm với chết. Bắt bỏ tù luôn. Rồi tù. Bỏ tù luôn. Rồi, được rồi. Lần sau không được vi phạm luật an toàn giao thông nữa nha. Nhớ chưa, ra đứng đây coi.
đứng thành một hàng, tập hợp hàng ngang. Nghiêm. Một hàng ngang đâu? Hàng ngang trước cái tủ. Đúng rồi, hàng ngang trước cái tủ, chụp lại bức ảnh để bữa sau là không được vi phạm luật an toàn giao thông nữa nhá. Hôm nay là tha nghe chưa? Nhớ đi về thì đi cho cẩn thận. Điều khiển phương tiện là phải đúng theo quy định luật an toàn giao thông. Đi sai là sẽ bị phạt, nghe chưa nào? Nhớ chưa? Rồi, anh cảnh sát giao thông vào bắt tay của 4 người vi phạm và thỏa thảo ra đi. Bắt tay mà, bắt tay chứ không phải là bắt. Bắt tay bên trước, bắt tay bên trước. Bạn nhỏ đô la thì tưởng là gì đây à? Rồi, bắt tay tiếp. Đó. Như vậy là nhiệm vụ của bạn nhỏ đô la ngày hôm nay đã hoàn tất rồi các bạn. Video chúng tôi xin kết thúc tại đây và hẹn gặp lại các bạn ở video sau. Và các bạn đừng quên đăng ký kênh, nhấn vào chuông, like, comment phía dưới để ủng hộ cho kênh Thầy Thái Vlog với nhé. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở video sau.